Sẽ là manh mối đầu tiên để xét những con còn lại. Con này là con gì? Con cá sấu. À vậy hả? Cá sấu như em hả? Ừ. Chị tìm chỗ đi. Đây. Em không biết, em một mình chị xét đi. Không biết vào đời gợi ý gì khác. Thì gợi ý đầu tiên là xét được con cá sấu. Xong rồi. Như nào? À, xét theo hình vẽ ở đây đúng không? Ừ. Nhưng mà sẽ có hình, nó lừa mình và sẽ có hình. Tức là em biết chơi rồi đúng không? Em biết nhưng mà em không nhớ cách xét thật. Ok. Cá sấu đúng không? Ừ. Rồi. Tiếp theo là con gì? Em không biết. Nhìn này. Con này được không? Con này là con gì? Ừ, em không biết nữa. Vì cái này là hình. Đây là chứ khi mà chị làm chị phải chú ý vào hình vẽ. Ừ, nhưng mà sẽ có hình nó lừa mình 100% rồi đó. Chị thấy con này giống con chó. Ừ. Em cũng có một con mà nó khớp ở chỗ nào? Cô chồng bị lừa quá nhỏ. Lừa làm sao được chị? Tiếp theo là con nào? Con này đi. Con này cũng là một con chó. Gợi ý cho chị nè. Đây hả? Con này là con lạc đà nhưng không có bướu. Đố em biết nhá. Con lạc đà có bướu để làm gì? Em không biết nữa. Trời ơi, sao cái gì cũng không biết vậy? Sao chị thấy ở đây nhiều con chó đấy nhỉ? Cái con hơi cao cỡ nhá mà. Nhưng mà em đố chị nha, con này là con gì? Con dết đi. Có liên quan đấy nha. Phải con dết không? Em không biết nữa nhưng mà có liên quan đấy. Đấy chị tìm con rồng đi. Rồi bây giờ em sẽ cho chị thời gian là 3 hoặc 4 phút em xếp được từng này. Ơi 3, 4 phút xếp sao? Em không biết, chị tự suy nghĩ đi. Con này là con tê giác, không sừng, à có sừng. Đúng không? Sừng á. Con này là con chó mà, chó gì đây này? Khá là dễ mến ạ. Lần sau mến hãy đủ chỉ cái gì nó khó hơn nhé. Dễ nha, nhớ nha. Ừ. Cái này nó, cái này nó dễ quá. 4 đến 5 phút. Chết rồi. Nhét cái vào nó bị xô đi mẹ nó. Nhét. Này là theo cái IQ của chị thôi. IQ của chị làm sao? Thì nếu như mà IQ của chị cao thì 4 đến 5 phút là sẽ xếp
xong rồi. Nhưng mà nếu IQ trung bình thì 5 hoặc 6 phút. Nhưng mà nếu mà cái IQ kém thì sẽ cao hơn. IQ của mến là bao nhiêu? IQ của mến mấy cũng không biết nữa, tại vì mấy không dám chơi trò này. Chơi trò này tốn rất là nhiều thời gian. IQ của mến là 10 à? Bao nhiêu phút nữa chị cũng làm xong? Mình nghĩ là 10 hoặc 15 phút nữa. Chị làm xong rồi chị đi ngủ nữa nha. Không có là mấy cái bài trò khác để tận dụng cái trí IQ của chị sẽ cao gấp mấy lần cái trò này luôn. IQ của tôi làm chi? Tại vì chị lúc nào cũng cứ ngủ già ngủ không biết chuyện gì xảy ra ngoài đời chán chường, bởi vì chán hết ngồi. Thôi, cái này thì biết cái gì xảy ra ngoài đời sao? Nghe chưa? Cái gì? Ví dụ như là cái xe đằng trước đang chạy nè, thì mình phải biết được khi nào phải né, khi nào phải dừng chứ. Chứ lỡ như mà mình đang chạy cái nó dừng một số phải là nó ngơ luôn rồi. Thế thôi, cái này thì sẽ không bị ngóng ngơ à? Cuối cùng thì mén cũng đóng góp được một ít công sức. Con này là con gì? Con rắn ha? Con giun. Mén có biết câu câu thành ngữ nào có con giun không? Mấy không biết. Thì chị biết không? Tất nhiên. Tất nhiên là chị biết thì chị mới đố mén. Thì chứ chị trả lời đi. Chị đang đố mén mà. Không biết. Còn. Còn hai cái mén làm nốt đi. Ok. Bây giờ chị sẽ dỡ ra để cho mến làm nha. Yeah.